bái kiến vị vị cao quan. Được, mà nếu thế vị vị xin tử thế mình không? Dạ đội ơn ngài. Này, nhân thì ta đã chấm rồi đó, còn võ thì thế nào? Dạ, thần bắt mang võ nghị lào thông. Hay lắm, thầy à, ông hôm nay à, ông nghĩ thế nào? Cho một ý kiến. Kiểu gì vậy hả? Dạ kính bẩm thừa tướng, nếu như những vị sĩ tử đây đã được tài cao đức trọng thì tôi bằng lòng chấm hai người này vào khoa bản nhã. À, chấm vào bản nhã nếu ông là quan trẻ mà ông mới được thì tôi cho được. Mời xin chỉ nhà tâm chờ ý kiến thân bàn để công chức nha. Dạ xin đa tạ. Tìm sức tạo
Tội cho cha khỏi nạn. Dạ, xin đôi ơn dạy.